Bật mí 6 nguyên tắc vàng kiểu Nhật giúp cơ thể chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn. Nhà nghiên cứu y học Katsuzu Nishi, người Nhật Bản, chính là tấm gương sống của tinh thần chiến đấu kiên cường với số phận. Mặc dù được ấn định cái chết từ khi còn nhỏ, nhưng ông đã tự mình vươn lên để thay đổi số phận của chính mình. Và sau đây là những lời khuyên đúc kết ra từ chính bản thân ông. Từng bị bác sĩ chẩn đoán không thể sống sót qua nổi tuổi 20, kỹ sư kiêm giáo viên kiếm thuật người Nhật Katsuzo Nishi đã được bố mẹ cho theo học 3 năm tại chùa để rèn luyện sức khỏe nhằm kéo dài tuổi thọ. Bên cạnh thiền và kiếm thuật, ông Katsuzo còn đọc rất nhiều sách cổ cũng như hiện đại của phương Đông và phương Tây để nghiên cứu các cách cải thiện sức khỏe cho bản thân cũng như xã hội. Cuối cùng, sau nhiều năm nghiên cứu và rèn luyện, ông đã tự tay viết nên cuốn sách hướng dẫn làm khỏe cơ thể. Cuốn sách y học này ra đời năm 1927, khi tác giả lúc đó đã bước sang tuổi 44. 1. Lưng phải thẳng. Như chúng ta đã biết, lệch xương sống có thể gây ra những biến chứng làm ảnh hưởng tới nội tạng bên trong cơ thể. Đó là lý do chúng ta cần phải rèn luyện tư thế cả ngày, thậm chí ngay cả trong lúc đi ngủ. Ông Katsuzo cho rằng cuộc sống thẳng sẽ giúp mỗi người cao thêm 2 cm. Hơn thế, nó còn có tác dụng tốt với hệ tiêu hóa và lưu thông máu. 2. Dùng gối cứng. Người Nhật Bản tin rằng việc đốt sống cổ là một trong những nguyên nhân dẫn tới khả năng suy giảm tuổi thọ nhanh nhất. Ban ngày, chúng ta có thể điều khiển được trạng thái của đầu và cổ, nhưng vào ban đêm điều đó là rất khó. Chính vì thế mà ông Katsuzo đã khuyên người dân nên dùng gối cứng hoặc một thanh tròn kê vào đúng vị trí đốt sống thứ 3 và thứ 4 của cổ. Ban đầu gối cứng có thể gây khó chịu, nhưng về lâu dài, nó lại là người bạn tốt của chúng ta. Để tạo cảm giác êm ái hơn, hãy lót thêm vài lớp vải êm lên phía trên. 3. Tập bơi kiểu cá vàng. Với tên gọi cá vàng, bài tập này có thể giúp bạn thư giãn các mối cơ sau một ngày làm việc mệt mỏi, đồng thời rèn luyện độ dẻo dai của cơ thể. Thứ tự các động tác như sau. Nằm thẳng trên mặt sàn cứng, duỗi thẳng tay, gót chân vuông góc với sàn. Giơ hai tay lên sau gáy, hai bàn tay đan lại với nhau ở đốt sống cổ thứ 3 và 4. Chụm hai chân lại, bàn chân hơi hướng ra ngoài. Cử động bàn chân sang trái và phải để toàn bộ cơ thể rung lên. Làm động tác liên tục trong vòng 2 phút. 4. Tập động tác lưu thông mạch máu. Để tập bài tập lưu thông máu, bạn bắt buộc phải nằm trên sàn cứng và phẳng. Trong bài tập này, bạn cần có thêm gối cứng để kê vào vị trí đốt sống cổ thứ 3 và 4 ở gáy. Các bước tập luyện như sau. Giơ hai tay và hai chân lên trời, nhẹ nhàng gập khớp gối và khuỷu tay sao cho cơ thể cảm thấy thoải mái nhất. Tiếp đến, hãy lắc chân và tay. Bài tập này nên được lặp lại từ 1 cho đến 3 phút. 5. Chắp bàn tay và gót chân lại. Nằm trên sàn cứng và phẳng, bài tập này cũng không thể thiếu gối cứng kê gáy. Chụm hai lòng bàn chân vào nhau, đầu gối gập nhưng phải nằm sát mặt sàn. Mỗi động tác sau lặp lại 10 lần. Chắp tay trước ngực đồng thời ấn 10 đầu ngón tay chặt vào nhau. Lặp lại tương tự nhưng ấn hai lòng bàn tay chặt vào nhau. Chắp tay trước ngực, giơ lên cao rồi lại hạ về ở huyệt đan điền trên bụng. 6. Bài tập cột sống kết hợp bụng. Tư thế mở đầu cho bài tập này là phải ngồi khoanh chân, hai bàn chân vắt chéo lên nhau, vai thả lỏng xuống. Mỗi động tác lặp lại 10 lần. Cử động vai lên và xuống mà không di chuyển cánh tay. Nghiêng đầu về phía vai trái, lặp lại như vậy với vai phải. Đặt tay lên gót chân, ngẩng đầu, cằm hướng ra ngoài, sau đó hạ cằm xuống để chạm vào ngực. Lặp lại động tác cử động vai lên xuống, nhưng khi lên thì hít vào và khi xuống thì thở ra. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage Kiến thức khoa học về sức khỏe.